cho đến bây giờ là Tân Hiệp Phát là năm thứ 25 và chúng tôi hiểu rất rõ là một doanh nghiệp địa phương, chúng tôi sẽ phát triển cùng với cộng đồng. Cho nên là hoạt động cộng đồng, trách nhiệm xã hội đó là một phần không thể tách rời trong các hoạt động cũng như là các trách nhiệm xã hội và chiến lược của Tân Hiệp Phát hàng năm mà chúng tôi xây dựng. Đương nhiên là đối với lại ngân sách của công ty và tất cả các hoạt động chúng tôi đều phải cắt giảm, bởi vì nhìn thấy một cái sự lo lắng và sự không chắc chắn. Chúng tôi cũng không biết được là mức độ tiêu dùng của người tiêu dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Hiện nay bình quân thì theo chúng tôi ước tính thì đâu đó chi tiêu của những cái hộ gia đình hiện nay đang cắt giảm khoảng 30%. Do vậy các hoạt động của chúng tôi đương nhiên là cũng sẽ phải cắt giảm. Nhưng mà những mảng nào nằm trong mảng chiến lược thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Và những phần đã cam kết, những cái mà chúng tôi đã đầu tư dài hạn thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ. Đối với chúng tôi thì đầu tiên hết là chúng tôi rất tự hào là sản phẩm của chúng tôi là một trong những thật sự là món quà ý nghĩa. Bởi vì các sản phẩm từ thảo mộc đó chính là các sản phẩm có chức năng ngăn ngừa và phòng chống virus. Và đó cũng là một trong những phong trào mà chúng tôi kích hoạt từ ở trong nội bộ của công ty. Việc các nhân viên họ cũng cảm thấy là họ rất tự hào để được tiếp tục sản xuất các loại sản phẩm như thế. Và đó cũng là giữ vững tinh thần cho họ đi làm suốt mùa dịch. Mà không thật sự là lo lắng thì ai cũng lo lắng, nhưng mà vẫn trên tinh thần rất là vui vẻ, thoải mái. Vì thấy là trong những cái lúc khó khăn như vậy mình vẫn còn có thể tiếp tục đóng góp. Và đó chính là những món quà hữu ích và thật sự thực tế mà chúng tôi đem đến cho các khu cách ly cũng như cho những cái người bệnh và những cái người đang lo lắng. Hiện nay thì chúng tôi thấy là việc mà hiểu về các sản phẩm của Tân Hiệp Phát như là một sản phẩm mà một giải pháp để có thể ngăn ngừa và giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch hiện nay cũng chưa phải là quá nhiều, bởi vì mọi người vẫn nhìn vào đây là một loại nước giải khát hơn là một giải pháp. Và chúng tôi sẽ liên tục tăng cường việc truyền thông và gửi đến những cái thông tin chính xác cho người tiêu dùng để họ hiểu và có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đó cũng là một cách để mà có thể giúp cho bản thân họ tăng cường hệ miễn dịch cũng như là phòng chống ngăn ngừa tất cả những cái yếu tố xâm nhập của vi khuẩn. Chúng tôi thì do đây là một trong những cái hoạt động chiến lược cho nên là chúng tôi dành rất nhiều thời gian để đánh giá về mặt tác động, đánh giá về việc ảnh hưởng và những để chọn ra những cái hoạt động nào cho phù hợp. Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm nước, do vậy là chúng tôi luôn luôn mong muốn cái gì đó để tác động lên những cái nguồn mà chúng tôi đang sử dụng. Ví dụ như là nguồn nước, đem nước sạch đến cho đồng bằng miền Tây, hoặc là những cái chương trình mà chúng tôi cho, mà Tân Hiệp Phát cho rằng là những cái chương trình này sẽ giúp một số lớn lượng người tiêu dùng, cộng đồng, ví dụ như là xây cầu chẳng hạn. Thì đó là những cái hoạt động mà chúng tôi dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ làm sao có thể tạo được một cái gì đó vừa vui vừa khác biệt nhưng mà vẫn rất là có ích cho mọi người. Đầu tiên hết là thật sự là tôi cảm thấy là nhân viên họ rất là hào hứng và có rất là nhiều ý tưởng chúng tôi lấy từ phía nhân viên ở cấp dưới đi lên. Còn riêng đối với chúng tôi là nhà lãnh đạo của tổ chức thì chúng tôi luôn luôn cần đưa ra định hướng và giữ vững nhất quán với những cái gì mà mình cam kết, đó chính là một phần của cộng đồng. Và bên cạnh những điều mà chúng tôi mà tôi chia sẻ liên quan đến cầu hoặc là liên quan đến nước thì các hoạt động về tài trợ những cái giải học bổng chẳng hạn hoặc là những cái sân chơi, chúng tôi rất mạnh và trong việc tổ chức những cái sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, bởi vì đó là những cái nhóm khách hàng mục tiêu của chúng tôi. Những cái giải bóng đá, giải đua xe đạp thì có những giải là Tân Hiệp Phát đã tham gia trên 20 năm và chúng tôi vẫn liên tục duy trì để tạo ra những cái sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn trẻ. Chúng tôi thì tập trung nhiều vào những bạn mà tạo ra kết quả. Ví dụ như cái chương trình quả cầu vàng, chúng tôi đưa ra những cái mong muốn để tham gia những cái chương trình, đồng hành cùng những chương trình mà họ sẽ tạo ra được những cái kết quả có thể ứng dụng được vào trong cuộc sống. Còn những cái chương trình mà tài trợ học bổng thì chúng tôi sẽ tham gia chung với lại trường. Nhưng mà đặc biệt là chúng tôi rất muốn tham gia và đồng hành rất nhiều cùng với những chương trình tạo ra những cái kết quả thực tế và có thể ứng dụng được để cải thiện cuộc sống. Đối với chúng tôi thì đây là một phần trách nhiệm xã hội và cũng là một doanh nghiệp, cho nên là chúng tôi quan niệm rất là cụ thể về việc chúng tôi muốn cho cần câu chứ không phải chúng tôi muốn cho con cá. Bởi vì chỉ cần rất nhiều bạn, họ chỉ cần một cái sức bật thôi để họ có thể tiến đến cái mục tiêu. Và đó là những cái người mà chúng tôi muốn tìm kiếm để đem lại cái một cái sức bật
cho họ hoặc là một cái chỗ dựa cho họ để họ có thể tiến đến những cái kết quả mà thật sự là tạo ra được những cái giá trị thực tế cho xã hội. Đối với chúng tôi thì tất cả các hoạt động, kể cả hoạt động về trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm xã hội, chúng tôi vẫn lên kế hoạch 3 năm, 5 năm và tìm kiếm những cái chương trình phù hợp với lại chiến lược mà chúng tôi đưa ra, nó cũng phù hợp với công ty, phù hợp với tổ chức và kể cả phù hợp với kế hoạch của các nhãn hàng. Đó là việc mà chúng tôi lên cái kế hoạch rất là lâu dài. Đương nhiên là những hoạt động mà chúng tôi đã duy trì rất nhiều năm về hoạt động thể dục thể thao sẽ là cái nền tảng mà chúng tôi sẽ không bao giờ giảm đi hoặc là mong muốn là được tăng hơn nữa, vì đó cũng là một trong những hoạt động rất là thiết thực đối với lại địa phương. Ví dụ như các giải leo núi Bà Rá, đua bò, nó là những cái giải giống như là một phần linh hồn của một số khu vực. Thì đó là những chương trình mà chúng tôi tham gia rất là sâu của 63 tỉnh thành, và chúng tôi đi tìm những cái chương trình mà nổi bật ở địa phương đó để có thể tiếp tục cho họ duy trì. Đối với lại sản phẩm của Tân Hiệp Phát thì ngay từ những năm 2000 chúng tôi đã định hướng là sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Do vậy là chúng tôi không chỉ sản xuất các sản phẩm giải khác mà còn bổ sung, ví dụ như là bổ sung vitamin, ví dụ như là bổ sung các khoáng chất, ion. Đó là các sản phẩm mà chúng tôi đã tập trung và nó là định hướng, hướng đi là chúng tôi là cái công ty đi đầu trong cái việc sản xuất các sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Thì không chỉ đơn giản để tuyên bố là sản phẩm có lợi cho sức khỏe mà chúng tôi còn phải đầu tư máy móc, dây chuyền, thiết bị làm sao để chúng tôi sản xuất ra được những cái sản phẩm mà chất lượng ngày càng vượt mong đợi. Ví dụ như là sản phẩm giữ được 12 tháng nhưng không có chất bảo quản, thì đó là cần công nghệ và thật sự vượt trội trong cái ngành nước giải khát.